Rồi, anh Thái đọc lại cho cô nào. Con thưa cô là you must walk on the path. You must. You must. Cái câu này là mình không có tu nha. Không có tu. You must put the leader on the bin, in the bin. Okay? You must put yes. the leader in the bin. Là bạn phải bỏ rác vào thùng. You must turn off the mobile phone. Đó. You must be quiet in the park. Okay. You must wash your hands. You mustn't climb the trees. Climb the trees. Climb. You must pick the flower. You mustn't walk your dog. You mustn't take photos. You mustn't eat in the classroom. Okay. Nào, cô mời Việt Khoa dịch cho cô nào. Dịch sang tiếng Việt cho cô nào. Việt Khoa, turn on your mic and translate it into Vietnamese. Turn on your mic, Việt Khoa. Và dịch sang tiếng Việt cho cô nào. Việt Khoa. Việt Khoa ơi. Ok, vậy thì cô mời anh Thái dịch luôn cho cô nào. Con thưa cô là bạn không à bạn phải đi trên vỉa hè. Trên đường đi bạn phải vứt rác vào thùng rác, bạn phải tắt điện thoại, bạn phải giữ trật tự trong công viên. Bạn phải rửa tay. Bạn không được trèo lên cây. Bạn không được hái hoa. Bạn không được dắt chó đi dạo. Bạn không được chụp ảnh. Và bạn không được ăn trong lớp học ạ. Ok. Và cái câu này thì cô thấy không đúng lắm nha. You mustn't walk. Cô nghĩ là dắt chó đi dạo sẽ là ok. Nào, bây giờ anh Thái đọc theo cô nào. You must walk on the path. You must walk on the path. You must put the litter on the in the bin. You must put the litter in the bin. You must turn off the mobile phone. You must turn on lại. The mobile phone. Cái từ này mình sẽ đọc là off. Turn off. Turn off. Turn off the mobile phone. Okay. You must be quiet in the park. You must be quiet in the park. Cô này cô nghĩ anh Thái nên sửa là you must be quiet in the classroom. Có nghĩa là bạn phải giữ im lặng trong lớp học. Bởi vì công viên thì mình là nơi công viên là nơi công cộng thì mình có thể thoải mái nói chuyện mà, đúng không? You must be quiet in the classroom. You must wash your hands. Nào, đọc theo cô nào. You must wash your hands. Wash your hands. Okay. You mustn't climb the trees. You mustn't climb the trees. Climb the trees. Không phải climb nha. Climb. Climb on the trees. Climb. Đúng rồi. You mustn't pick the flowers.
You mustn't pick the flower. Okay, you mustn't walk. Okay, câu này bỏ qua đi. You mustn't take photos. You mustn't take photos. Okay, you mustn't eat in the classroom. You mustn't eat in the classroom. Okay, và bây giờ cô sẽ chữa bài tập trong workbook nha. Các bạn thấy hình của cô không? Anh Thái, can you see my screen? Yes. Việt Khoa, can you see my screen? Sao Việt Khoa không trả lời cô nhỉ? Can you see my screen? Việt Khoa có thấy màn hình của cô không? Việt Khoa có thấy màn hình của cô không? Mẹ con tiếng ồn, con vẫn chưa nghe tiếng. Việt Khoa đã làm bài tập chưa? Con chưa có sách workbook của. Tại sao lại chưa? Thầy Giang đã gửi rồi mà. Ok, cô giao cho Việt Khoa là thứ 5 này phải có nha. Được không? Để mình còn làm bài tập chứ. Ok. Bây giờ con sẽ chữa bài tập cho các bạn nha. Đề bài sẽ phải là điền and và hoặc là or. Thì hôm trước cô bảo là từ and sẽ dùng trong câu phủ định và từ or sẽ dùng trong câu từ and sẽ dùng trong câu khẳng định và từ or sẽ dùng trong câu phủ định. Thì ở trong bài này câu đầu tiên người ta she doesn't like math or English, có nghĩa là cô ấy không thích toán hoặc tiếng Anh. Câu thứ hai sẽ là he plays football và gì cái gì sẽ điền cái gì Việt Khoa nhỉ? Mình sẽ điền từ gì vào đây? Phải nghĩ là or. Or, cô vừa bảo là câu khẳng định thì dùng and, câu phủ định thì dùng or mà. Và mình phải hiểu nghĩa của câu là anh ấy chơi bóng đá hoặc tennis à? Nếu mà dịch ra như thế thì có hợp lý không? Phải anh là ấy anh chơi là bóng. Hoặc chơi bóng bàn. Rồi, tennis. Ok, I don't live in a town. Chúng ta sẽ điền gì đây anh Thái ơi? Con sẽ điền là off của. Là or đúng không? Tôi không sống ở trong thị trấn hoặc cũng không phải là hoặc thành phố. Ok, we like math and science đúng không? Chúng tôi thích toán và khoa học. Câu này sẽ là gì nhỉ? Việt Khoa? Việt Khoa, I like eating bread, dot dot dot, jam. Mình sẽ điền từ gì? Câu là and. And, okay. They don't play basketball, dot dot dot, volleyball. Thì sẽ phải là or đúng không? Bởi vì đây là câu phủ định. I don't là they don't là họ không chơi bóng rổ và bóng chuyền, học bóng chuyền. Ok, school rules, ở trường các bạn có nội quy gì không? Ở trường các bạn có nội quy gì không? Trường con có nhiều nội quy lắm cô ạ, bao gồm cả tất cả các nội quy chỗ này. Ok, vậy thì cô mời bạn anh Thái làm cho cô câu 2, câu 3 và câu 4, câu 5 sẽ là bạn Việt Khoa nha. Việt Khoa đọc và làm đi để tí còn chữa. Ok. You mustn't reading comics or eat in the classrooms. Ok. And the here we need to put. You must do your homework and turn off the mobile phone. Okay. Cô mời bạn anh Thái. Bật mic và làm cho cô nào. You mustn't listen to your dot 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 or CD player. Mình sẽ điền cái gì? Con vừa làm hai câu số 2 và số 3 mà cô. Nhầm, Việt Khoa.
You mustn't listen to MP3 player, CD player. Okay, MP3 player or CD player. Okay, and the last one. You must be quiet. Begin to other children. Okay, quiet and be kind to other children. Và bạn phải listen là nghe lời cô giáo và chăm chỉ, làm việc chăm chỉ. Bạn không được đọc truyện tranh hoặc là ăn trong lớp học. Bạn phải làm bài tập về nhà và tắt điện thoại. Bạn không được nghe máy nghe nhạc MP3 hoặc là đĩa CD. Và câu cuối cùng là bạn phải giữ trật tự và tốt bụng đối với các bạn khác, đúng không? Ok, vậy thì mấy cái này sẽ tích cả, đúng không? Here. Ok. School rules. And the last one. Các bạn, trường các bạn, ngoài những cái thứ trên thì có cái gì nữa không? Ngoài những cái nội quy trên thì trường các bạn có những nội quy nào nữa không? Các bạn hãy chuyển, hãy đặt câu nào. Cô mời bạn Anh Thái nào. Con thưa cô là lấy xe từ khu để xe ra là không được ngồi lên xe và phóng ra ngoài luôn mà phải dắt xe ra ngoài cổng trường mới được phóng đi cô ạ. À thế à? Vậy thì mình chuyển sang em là gì nhỉ? Khó quá nhỉ? Mình nghĩ câu nào ngắn gọn thôi. You mustn't drive by in the school. Đúng rồi, you mustn't. Và một cái nội quy nữa là không được dẫm lên cái cây cô ạ. School. You mustn't. You mustn't run. Walk. On the. Tower. Okay. Yes. Cái gì nhỉ? You must then này, you must respect to your teacher. Đúng không? Mình sẽ phải tôn trọng thầy cô giáo. Vâng cô ạ. Đúng không? Việt Khoa, trường Việt Khoa có những nội quy gì? Việt Khoa ơi, đặt câu cho cô nào, đặt câu về nội quy của trường Việt Khoa cho cô nào. You must put the book on the shelf in the library. You must put the book on the shelf. On the shelf. The in the library. Okay. And còn nội quy gì nữa không nhỉ? Any other rules? You must be quiet the robbery. Okay, you must be quiet. Quiet. Be quiet. In the library. Okay. Vậy là mình đã chữa xong bài tập nha. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang học bài mới, ok? Các bạn mở cho cô unit 11 in the museum. Open the page page 80. Mở sách trang 80 ra cho cô nào. Và mình sẽ học bài mới ngày hôm nay. Unit 11 in the museum. Anh Thái đọc cho cô tên của bài học hôm nay nào. Tên bài học hôm nay là In the Museum.
Okay, museum. 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 Okay, museum là gì ta? Okay, now, please open your notebook and we are going to write down some vocabularies. Mở ra và mình sẽ ghi một số từ vựng nha. Open your notebook, please. Việt Khoa, open your notebook. Việt Khoa, turn on your mic and answer to your teacher. Việt Khoa. Ok, vậy thì mình sẽ bắt đầu. Tập trung học đi, sao cô bảo nhiều lần mà không trả lời cô thế? Mở vở ra chưa? Con mở rồi. Ok. Ghi mục 1 vocabulary vào cho cô, please. Ok, the first picture, what do we have? Các bạn hãy đoán đi, please have a guess. Đây là cái gì ta? What is this? Sheep. Tàu. Đúng không? Nhưng mà con này nó to hơn thì sẽ phải là big sheep. Big sheep. Now we have a different words. Nó sẽ là phải là ferry. Chiếc phà. Ngoài tác dụng là chở người thì phía dưới nó sẽ còn chở cả hàng hóa, rất là nhiều hàng hóa nên mình sẽ gọi là ferry. Ok? Nào, đọc theo cô nè. Ferry. Ferry. Please. Ai đừng đọc lấy nữa. Ferry. Nào, đọc theo cô nào. Tập trung học và đọc theo cô nào. Please pay attention to the lessons. Ferry. Ferry, okay. And the next word we have. Như con nghe ferry này ở đâu rồi cô ạ? Các bạn có thấy quen không? Bây giờ con. À con nhớ rồi. Cái từ này là trong cái bài văn bá đạo của con anh lớp 12. Tí nữa con sẽ gửi cho cô. Ok, cô không biết cái từ đấy đâu. À, cô không biết cái bài này đâu nên là tí gửi cho cô nha. Nào, bây giờ các bạn có thấy hình này rất là familiar không? Vẫn là quen thuộc không? Cái này là gì nhỉ? Xe buýt. Ok, bus. Bus. Xe buýt. Đúng rồi, mình vừa đọc và mình vừa ghi vào vở cho cô nha. You need to read and write down at the same time. Okay. And the other word is. Cái này rất là ngầu đúng không? Cool. What do we have? What is this? Cái gì nhỉ? Let's have a guess. Việt Khoa nào? Việt Khoa đoán là gì nào? Em nghĩ là helicopter. Helicopter. Helicopter là gì ta? What máy is bay trực thăng. Okay, that is right. Helicopter. Như đây là cái máy bay cứu hộ thì hơn ý. Thì là trực thăng thì thường sẽ làm nhiệm vụ kiểu di chuyển nhanh trong thời gian ngắn để cứu trợ. Đúng rồi đấy. Okay. Nào, đồng thời ghi vào vở cho cô nha. Helicopter. Đúng rồi, helicopter. Write it down, please.
Xong chưa? Let's move to the next one is, what do we have here? Do you like this? Motor. Các bạn chắc là thích mấy cái xe này. Em biết. Okay, con nghĩ là motorbike. Motorbike. Okay, that is right. Chúng ta có xe máy, nhưng mà xe này thường là xe thiên về phân khối lớn, đúng không? Yeah. Okay. And the next one, what do we have? Nào. Các bạn hãy nói đi. Please. Cô mời Việt Khoa. Con là cô. Yep. Con nghĩ là plane. Plane là máy bay. Yeah. Các bạn đã đi máy bay bao giờ chưa? Con chưa. Bố con bảo là thi xong là cho con đi máy bay. Thích nhờ. Cố gắng thi học giỏi xong điểm cao thì bố mẹ cho đi một nơi luôn. Ok. Em nào. Có chưa thi toán tiếng Việt cô ạ? Đúng rồi. Mình hãy cả trả lời cô này, đồng thời phải viết vào vở để sau này mình còn học được từ vựng chứ. Please write down. Have you done? Các bạn ghi xong chưa? Okay, let's move to the next vehicle. Từ tiếp theo sẽ là gì đây? What do we have here? Taxi. Taxi. Cái này quá dễ đúng không? Cái này thì ai cũng phải biết rồi đúng không? Xe taxi. Okay, and the next one. Wow. It is so big and so long. Con biết. Friends. Okay. Nice. Các bạn hình như là các bạn rất thích về xe cộ đúng không? Mấy cái phương tiện đi lại các bạn biết nhiều nhỉ? Cái này là con học từ ngay từ lớp 1 rồi cô ạ. Okay. Okay. Cái này. Cái tiếp theo sẽ rất là... Cô nghĩ là các bạn ít biết hơn này. Nhìn rất là lạ đúng không? Underground. Sao ngầm? No, but it's all ground. Tàu điện ngầm. Underground. Nhưng mà các bạn có thấy mấy cái building đây không? Thì làm sao mà underground được? It's on the ground, but we have... This is gì nhỉ? What is this? Cô nghĩ là các bạn chưa biết cái này đâu. Nó là tàu điện. Tram. Ghi vào nào. Tram. Tàu điện. Ghi xong chưa? Không thấy ra bảo vào học được. Ok. Bây giờ mình sẽ tập đọc. Now, listen to the audio and repeat. Turn on your mic. Ferry. Helicopter. Helicopter. Motorbike. Ok. Wait. I will play the audio. And Family and Friends 3 by Tamsin Thompson and Naomi Simmons. Published and copyright Oxford University Press 2009. CD 3. Listening 88. Listen and point.
ferry, bus, bus, helicopter, helicopter, motorbike, motorbike, lens, plane, taxi, lens, and tram, taxi, train, tram. Okay. Tram. Plane. Taxi. Helicopter. Train. Bus. Okay. Cô mời bạn Việt Khoa. Please turn on your mic and please read the vocabulary. Ferry. Bus. Ferry. Now, this word we need to speak like ferry. Ferry. Okay. Bus. But helicopter. Bus. Helicopter. Motorbike. 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 Plane. Plane. Taxi. Train. Tram. Ok, mình sẽ quay lại cho bạn Gia Bảo ghi từ vựng một tí nha. Giờ bây giờ Gia Bảo mới vào ấy. Được không các bạn? Được cô ạ. Ok. Gia Bảo ơi, please open your notebook and write down vocabularies. Gia Bảo mở rồi, Gia ghi từ vựng vào cho cô nha. Vâng. Cô quên chưa bật mic cô ơi. Cô vừa gửi cái phần này trong box chat thì các bạn để ra bảo có thể nếu mà chưa kịp ghi thì sau này có thể ghi sau và các bạn sẽ tập đọc nha. Hai bạn còn lại. Ok. Cô mời Việt Khoa đọc lại nào. Ferry. Yep. Ferry. Chiếc phà. Bus. Xe buýt. Helicopter. Trực thăng. Motorbike. Xe máy. Plane. Máy bay. Taxi. Xe taxi. Train. Tàu hỏa. Tram. Tàu điện. No, this word is tram. Tram. Yep. And anh Thái, can you open your mic and please speak? Ferry. Chiếc phà. Bus. Xe buýt. Bus. Helicopter. Trực thăng. Motorbike. Xe máy. Plane. Máy bay. Taxi. Xe taxi. Train. Tàu hỏa. Tram. Tàu điện ạ. Okay. This word we need to mình sẽ cần đọc âm bật là âm ca ở cuối. Motorbike. Motorbike. Bike. Motorbike. 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 Đấy, mình phải đọc cái âm ở dưới này, âm sau cùng này này. Còn cái từ này sẽ là phải là bus, not bus or anything else. We need to speak it like bus, ferry, bus, helicopter, motorbike, plane, taxi, train, and the last one is tram. Gia Bảo ghi được đến đâu rồi?
Dạ. Con ghi đến đâu rồi? Con ghi. Nhanh tay lên nha, để mình còn quickly. Cô cho ra bảo 2 phút để ghi này. You have minutes to complete. 2 phút thì hơi nhiều cô ạ. 2 phút thì hơi nhiều đúng không? Mình phải viết nhanh và đẹp đúng không? You need to raise your hand if you have done. Dạ bảo. Nếu mà xong rồi thì sẽ phải giơ tay để cô biết nha. Xong chưa ra bảo ơi? Hello. Ra bảo đâu rồi nhỉ? Cô có gửi trong phần box chat thì nếu mà ok xong rồi mình sẽ chuyển sang phần cô mời ra bảo đọc nào. Fairy. 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 Yep. Bus. Bus. Helicopter. Helicopter. Motorbike. Motorbike. Plane. Taxi. Plane. We say plane. Taxi. Taxi. Train. Train. And tram. Tram. Yep. Fairy. One more time. Fairy. Fairy. Bus. Bus. Helicopter. Helicopter. Motorbike. Motorbike. Plane. 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 Not plan. Plane. Plane. Taxi. Taxi. Train. Train. And tram. Tram. Okay. We are going to watch a video. What's this? Is it a tram? No, it isn't. It's a horse bus. There were horse buses 200 years ago. Look at these. There were some funny trains 100 years ago. Wow, there were skateboards 50 years ago. And they were very big. Look at this motorbike, Leo. Oh, wow. It's so cool. Can you take a photo of me? Sure. Leo, that man is looking at your skateboard. Wow, look! This skateboard is 50 years old. No, sorry. That's my skateboard. It's only 2 years old. Okay, let's watch it one more time. We'll be right back.
this? Is it a tram? No, it isn't. It's a horse bus. There were horse buses 200 years ago. Look at these. There were some funny trains 100 years ago. Wow! There were skateboards 50 years ago. And they were very big. Look at this motorbike, Leo. Oh, wow! It's so cool! Can you take a photo of me? Sure. Leo, that man is looking at your skateboard. Wow, look! This skateboard is 50 years old. No, sorry. That's my skateboard. It's only 2 years old. Ok. Các bạn có hiểu hết nội dung trong video không? Can you hear it? Can you understand the content of the video? Con chưa hiểu lắm cô ạ. Ok, vậy thì mình sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Đấy chính là nội dung. Thì đây là một đoạn hội thoại lúc nãy trong video nha. Này, let's hear it one more time. Listening 89. Listen and read. What's this? Is it a tram? No, it isn't. It's a horse bus. There were horse buses 200 years ago. Look at these! There were some funny trains 100 years ago. Wow! There were skateboards 50 years ago. And they were very big. Look at this motorbike, Leo. Oh, wow! It's so cool! Can you take a photo of me? Sure. Leo, that man is looking at your skateboard. Wow, look! This skateboard is 50 years old. No, sorry. That's my skateboard. It's only 2 years old. Ok, trong đoạn văn này thì mình có hai từ mới đúng không? It is horse bus. Horse bus. Ok, and the next one is skateboard. Vậy thì horse bus là gì ta? Xe ngựa. Đúng rồi, xe ngựa. Các bạn có hay xem phim cổ trang không? Cổ trang hồi xưa không? Hoặc là không cần cổ trang cũng được. Cái này cũng nhiều mà nhỉ. Xe ngựa. Đúng không? Các bạn ghi vào vở cho cô nha. Write on your notebook, please. Bổ sung vào phần từ vựng ấy. Xe ngựa. And skateboard. Là ván trượt. Các bạn đã bao giờ chơi ván trượt này chưa? Chưa. Chưa. Ok. Please write on your notebook. And we are going to read. Các bạn sẽ đóng vai và đọc và sẽ hội thoại. Các bạn đã viết xong chưa? Rồi ạ. Khi nào viết xong rồi thì phải bảo cô chứ. Đúng không? Quan vừa viết xong cô ạ. Ok. Bạn Việt Khoa viết xong chưa nhỉ?
Khoa ơi. Em viết xong rồi cô ạ. Ok, bây giờ cả ba bạn mở mic và đọc theo cô này. Horse bus. Horse bus. Nếu mà đọc nhanh thì là horse bus. Skateboard. And this word is skateboard. Skateboard. Okay. Skateboard. Các bạn có ai đang muốn thử chơi cái này không? Con có người cô ạ. Kết cục là con đã bị ngã gãy chân. À. Ngã gãy chân luôn á? Gãy chân giả. Dạ. Có người chuyên nghiệp với chơi cô ạ. Okay. Nghĩa là lúc đấy con có một bạn ấy đi qua và chân con vẫn chưa khỏi đau, thế nên là đâm vào phát. Okay, now we are going to read this conversation. Okay, listen to me and repeat. What's this? Is it a tram? Please turn on your mic. Nào, mình cùng đọc nào. What this? Is it a tram? Okay, cô mời bạn Anh Thái và Việt Khoa đọc hội thoại một cho cô nào. Vâng ạ. Nào, tự chia vai đi. Ai muốn đọc trước? Con đọc sau cô ạ. Ok. Gia Bảo đọc cho cô nào. Horse à, bây giờ cô sẽ chia vai luôn nha. Có mấy nhân vật ở đây? Cô sẽ là cô sẽ là Holy. Cô sẽ là Leo. Anh con Thái. Con Leo đi cô. Ai là Leo nào? Con nói Leo đầu tiên. Con là Leo. Vậy thì mình sẽ đọc hai lần. Bây giờ cô sẽ cho anh Thái là Leo trước. Xong rồi làm Gia Bảo sẽ là Max. Con là Max. Nào các bạn cô chia vai cho các bạn, xong các bạn sẽ tự chia sau nha. Cô sẽ là Holy. Anh Thái sẽ là Leo, Gia Bảo sẽ là Max và cuối cùng Man sẽ là Việt Khoa. Ok. Nào. Bắt đầu chưa? What's this? Is it a tram? No, it isn't. It's a horse bus. There were horse bus 200 years ago. Okay. Now, ai là Amy kìa? Con chi không có ăn. 1, 2, 3, 4. Ok, vậy thì cô biết rồi. Cô sẽ là Holy và Man. Còn Amy sẽ là Việt Khoa. Còn hai bạn kia giữ nguyên nha. Lại nào. This, is it a tram? No, it isn't. It's a horse bus. There were horse bus 200 years ago. Việt Khoa, Amy kìa, đến lượt vậy Amy kìa. Look at there were so many trains 100 years ago. Wow, there were skateboards 50 years ago. And they were very big. Ok, các bạn ơi, từ từ nha, cô sẽ sửa cho các bạn cách đọc cái từ này nó sẽ phải đọc là were. Not where nha. Where sẽ là từ này này. Còn từ này sẽ là were, đúng rồi. Tập nhớ cho cô nha. Was này. Were. Đúng rồi. Ok. Nào tiếp đi Amy. Look at this motorbike. Look at this motorbike, Leo. Kìa Leo kìa. Ai là Leo? Oh, wow.
I so cold. Cool. Can you cool. take a photo of me? Sure. Leo, that man is looking at your skateboard. Wow, look, this skateboard is 50 years ago. Years old ago. Years old, oh, sorry. No, sorry, that's my skateboard. It's only 2 years old. Okay. Từ này. Is, mình đọc đọc liền là is nha. Các bạn có biết nó sẽ bằng cái từ gì không? It is. Đúng không? It này sẽ bằng it is. Hiểu chưa? Vì sao là đây, hiểu cái từ này chưa? Và cái cụm này này. What's this? Nó sẽ bằng bằng gì ta? Bằng what is this? Các bạn hiểu chưa? Ghi vào vở cho cô nào. Ghi cho cô cái cụm này. Cái cụm it is này. Và that is. Thầy con hiểu à, cô ơi. Ơi. Đây các bạn ghi hai cái mà cô khoanh vào đây. Ghi vào cho cô nha. Và có cái từ này này, nó cũng hay này. Cool. Nó có nghĩa là ngầu. Ngầu đúng không? Anh kia ngầu, cái xe này rất là ngầu này. Wow. It's so cool. Kiểu khi các bạn khen một cái gì kiểu các bạn thích ý, các bạn sẽ khen là it's so cool cũng được. Hiểu không? Ok, nào bây giờ mình sẽ đọc lại một lần nữa nha. Bây giờ cô sẽ chia lại vai này. Cô vẫn sẽ là Holy, vẫn sẽ là Man. Còn bây giờ anh Thái sẽ là Amy. Việt Khoa sẽ là Mark. Con là Man cô. À, ok, Gia Bảo sẽ là Mark. Và anh Thái sẽ là Leo. Được chưa? Con là gì cô? Này, cô đọc lại này. Cô sẽ là Holy và Man. Max là Gia Bảo, Amy là anh Thái, Amy là Việt Khoa, Amy là anh Thái và Việt Khoa là Leo, ok? Nhớ chưa? Rồi ạ. Ok. What's this? Is it a tram? No, it isn't. It's horse bus. There are horse bus 200 years ago. Ok, wait. Cô vừa bảo đây sẽ đọc phải đọc là there were not where. There were. Đúng rồi, there were hot bus. 200 years ago. Okay. Look next. At there. This there what? Okay, wait. Này, đúng, tôi cũng sẽ sửa từng chữ nha. Cái từ này, cái chữ S này này là đọc là this. Look at this. Đây này. Anh Thái này. Cô là con chả biết cô đang chỉ vào từ nào cô ạ. Đây. Look at this, not look at there. Look at this. Hiểu không? Cái từ này mình đọc là this, not there. Đây này, cô khoanh vào đây nha. Con có thấy khoanh đâu cô. Con chỉ thấy mấy cái từ is thôi cô ạ. Từ chờ cô một tí. Cái từ này
từ nha. Ok, đây này, thấy cái chuột trỏ chuột không? Cái đỏ đỏ này này, look at this, cái đoạn của Lee, của Amy. Mình sẽ đọc là look at this. Vâng cô ạ. Ok, nào, look anh hãy đọc lại this. Cho cô. Đúng rồi. There were some funny things 100 years ago. Wow, there were skateboards 50 years ago, and they were very big. Look at this motorbike, too. Leo. Oh, wow, it's so cool. Can you take a photo of me? Sure. Leo, that man is looking at your skateboard. Wow, look, this skateboard is 50 years old. Leo, kia. No, sorry. That my skateboard is only 2 years old. It's only. Cái từ này sẽ là only. Only. Ok. Only có nghĩa là gì ta các bạn? Only. Only là chỉ. Chỉ có nghĩa là chỉ. Ví dụ như câu này nhá. À, không, xin lỗi. Đó là bán chuột của tôi. Nó chỉ mới 2 tuổi thôi. Có nghĩa là cái ông này tưởng cái ván đỏ này của bạn Leo là nằm trong cái đống ván trượt mà được lưu trữ. Hiểu không? Những cái ván kia là có nhiều năm tuổi và từ rất là lâu rồi. Ví dụ như là mấy trăm năm trước ấy, trong ông này nhầm. Nhưng mà nó mới chỉ 2 tuổi thôi. Only chỉ. Ok, các bạn ghi cho cô, ghi mấy cái từ này cho cô chưa? Ghi lại nha, ghi những từ cần ghi này. What this này. What this này. Cái bằng what is this. Được chưa? It is, nó sẽ phải is bằng với it is. Được chưa? Cool, now cầm bút lên và viết cho cô nào. Cái này là tính từ. Ngầu. Tuyệt. Mình sẽ kiểu khen cái gì thì là wow, it's so cool. It's so cool. Nó thật tuyệt, nó thật đẹp. Được không? Ngoài ra thì mình có cái gì nữa ta? Chỉ này. Ok. Only. Được chưa? Các bạn viết vào cho cô nào. Chỉ. It only. Biết hết chưa? Write down, please. À, thế là không đóng tiền mà không phải thuê tham. Nào các bạn biết xong chưa? Trả lời cô nào. Let me know if you have written all the words. Các bạn khác. Any? Các bạn ơi, các bạn đã viết xong chưa? Các bạn khác ơi. Ok, nếu mà không ai nói gì cô sẽ chuyển tiếp nha. Và cô muốn chuyển sang cho các bạn cái phần về ngữ pháp. Các bạn ghi cho cô nào. Grammar 2. Lúc nãy là 1 thì bây giờ sẽ là 2 nha. Grammar là ngữ pháp. Nghĩa là kiến thức ấy. Kiểu câu. Ok. Ghi nào. Grammar, ngữ pháp.
Được chưa? Được rồi. Ok. Chúng ta có cấu trúc là there cộng với be cộng với danh từ dùng để chỉ diễn tả câu mà không phải không có một cái chủ ngữ cụ thể. Be các bạn có biết là gì không? Be là trợ động từ. Thì mình bảo hôm nay mình sẽ chỉ học cái từ is, are với là was, were. Nào ghi cái này vào cho cô nào. Trợ động từ. Được chưa? Trợ động từ. Hiểu không? Cứ ghi đi xong tí cô giải thích. Ghi cái cấu trúc này vào này, xong đóng khung như cho cô, giống của cô viết luôn. Các bạn ghi xong sẽ phải giơ tay để cô biết nha. Raise hand if you have written all the things. Gia Bảo lúc hôm qua đã nộp bài tập chưa nhỉ? Cô không thấy Gia Bảo up lên nhỉ? Cô chỉ thấy mỗi bạn Anh Thái thôi. Các bạn khác không thấy làm bài tập. Cô rất là buồn đấy. Ok. Ghi nhanh lên. Ghi đúng và nhanh. Tập trung. Xong chưa? Rồi cô ạ, con vừa mới xong. Raise your hand if you have done. So let me know. Raise your hand if you have done. So let me know. Raise your hand. Please. Please, quickly. Việt Khoa, xong chưa? Have you done? Raise your hand if you have done. Em xong rồi cô ạ. Vậy thì mình phải giơ tay, cô bảo rồi mà. Chẳng quên mất. Quên mất, làm cô chờ nãy giờ. Ok, nào bỏ tay xuống được rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang. Có nghĩa là cái từ be này, nó có thể là there. Ok, cô sẽ cho một cái ví dụ nha. Nó sẽ là there is. Hoặc nó có thể là there are. Hoặc nó có thể là there was. Hoặc là there were. Hiểu chưa? Mình sẽ thay những cái từ này vào đây. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Có hiểu ý cô đang nói không? Vâng, cô ạ. Hiểu đúng không? Vậy thì bây giờ cô sẽ cho một số ví dụ ví dụ nha. Các bạn có biết là danh từ sẽ có danh từ đếm được và danh từ không đếm được, danh từ số ít và danh từ số nhiều đúng không? Vâng. Ok. Now, let's move to the next part. Các bạn ghi xong rồi đúng không? Thì cô có này. There is hoặc là there was. Singular noun, danh từ số ít. Nào các bạn ghi cho cô cái từ này vào đi. Singular. Ghi cái dòng này này. Mở ngoặc danh từ số ít. Xong rồi plural noun, danh từ số nhiều. Hoặc là uncountable noun, danh từ không đếm được. Ghi ba cái này cho cô. Singular noun đã. Ghi từ vựng vào cái chỗ kiểu như từ vựng ấy. Đây, ba cái cô gạch đây. Xong ghi nghĩa của nó là cô cái cô mở ngoặc một bên ấy. Để cô ghi mẫu cho.
Các bạn cứ ghi ngang hàng nha, các bạn cứ ghi cái nghĩa của nó ngang hàng nha. Đừng ghi xuống như cô có không có chỗ nên là cô ghi xuống. Còn các bạn có chỗ không vở thì cứ ghi ngang hàng để mà biết nghĩa của nó. Plural noun có nghĩa là danh từ số nhiều. Và cuối cùng là uncountable noun là danh từ không đếm được. Nào, copy vào đi. Please write down, write this qua những cái mà cô đang viết bên này này. Copy vào vở đi. Xong chưa? Bật mic trả lời cô nếu là xong rồi nào. Bật mic trả lời cô nếu các bạn ghi xong. Đây, nói chung là không, các bạn không cần nhìn bên phải của cô đâu, cứ nhìn bên này để viết cho nó rõ ràng này. Singular noun, danh từ số ít. Plural noun, danh từ số nhiều. Và uncountable noun là danh từ không đếm được. Xong chưa các bạn ơi? Cô xong rồi cô ạ. Ok. Gia Bảo với cả Việt Khoa xong chưa nhỉ? Nhanh để cô còn giảng bài nào. Xong chưa Việt Khoa? Xong chưa Gia Bảo? Please turn on your mic and answer my question. Ok, cô sẽ giảng qua nha. Lúc nãy là mình có cấu trúc là there cộng với be là trợ động từ cộng với danh từ đúng không? Mà cô vừa cho các bạn biết thêm kiến thức là danh từ sẽ có những loại là danh từ số ít, danh từ số nhiều. Bây giờ số ít này, số nhiều này, đếm được, không đếm được này, đúng không? Sorry, cái này hơi lỗi, kệ nó đi. Và be là trợ động từ. Ở thì hiện tại thì mình sẽ dùng là is hoặc là are, đúng không? Còn was, were thì dùng trong thì nào các bạn? Was, were thì mình dùng trong thì nào nhỉ? Please answer my question. Was, were thì mình dùng trong thì nào? Thì quá khứ đúng không? Các bạn đã học biết chưa? Quá khứ. Thì mình sẽ sử dụng trợ động từ là was hoặc là were. Được chưa? Ok, bây giờ cô xóa bớt đi. Này nó hơi rườm rà, khó nhìn. Các bạn ghi xong bên này rồi đúng không?
Okay. Là bây giờ nha. Cái cấu trúc này thì mình có thể viết được thành ba kiểu. Đầu tiên là danh từ số ít là singular noun. There is a pen in my lovely pencil case. Có nghĩa là a pen này thì nó sẽ thuộc vào danh từ số ít, đúng không? A pen là một chiếc bút. Một chiếc bút là số ít, đúng không các bạn? Đúng không? Các bạn nhớ là cô vừa giảng vừa ghi vào vở cho cô nha. Ghi theo thứ tự này. Một này, xong đến cái này hai này. Xong để cô giảng cái này thì mình mới ghi 3, 4 này. Xong rồi ghi theo thứ tự nha. Bởi vì đây, cái bên này, cái bảng bên này sẽ là ví dụ cho cái bên này. Hiểu chưa? Hiểu ý cô không? Hoặc là an apple cũng sẽ là danh từ số ít. Đúng không các bạn? An apple chỉ là một quả táo thôi, nên là mình đếm được. À, nên là số ít. Còn chuyển sang bên này, there are hoặc là there were, cộng với plural noun là danh từ số nhiều thì there are pens, pen này là nhiều bút, thì nó sẽ là số nhiều đúng không? Danh từ số nhiều đúng không? Nhiều bút này. Hoặc là three apples là ba quả táo là cũng là số nhiều. Đúng không? Các bạn hiểu không? Nếu mà khó hiểu thì cứ hỏi cô để cô giảng lại một lần nữa. Hiểu không các bạn? Trả lời cô đi. Kiến thức này sẽ hơi mới với các bạn, bởi vì các bạn chắc là chưa học đến thì. Nhưng mà mình có này. Các bạn học về các thì chưa? Học thì rồi đúng không? Mình có thì hiện tại này. Thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn. Đúng rồi. Quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, tương lai đơn, tương lai hoàn thành các kiểu đúng không? Thì cái từ is và I là trợ động từ của các thì hiện tại. Was và were là các trợ động từ của thì quá khứ. Mà mình ghép vào, nếu mà there is hoặc là there were thì là sẽ cộng với số ít đúng không? There was cộng với n số ít. Đây này, như cô bảo đây này. There is a pen này, there hoặc là nếu mà không phải là is, là there was an apple in the picnic basket, đúng không? Hiểu không nhỉ? Các bạn có hiểu không? Các bạn hiểu hay không thì các bạn phải nói cho cô để cô biết chứ. Nào, mở mic lên, các bạn. Các bạn ơi. Dạ. Có hiểu không? Hiểu. Ok, vậy thì phải bảo hiểu cô, sợ các bạn không hiểu nên là cô chờ các bạn ấy. Đấy, thì nói chung là cứ is và was mình sẽ cộng với số ít. Số ít này. Còn are và were mình sẽ cộng với số nhiều. Đây, số ít là a, an hoặc là one pen. One book, a lot of things, and số nhiều sẽ là pen thêm s này, three apple này, hoặc là four balls, đó sẽ là bốn quả bóng. There are four balls, hoặc là đây mình nếu mà mình viết trong thì quá khứ thì mình sẽ phải là there were three apples in the picnic basket, đúng không? Các bạn chép cho cô nào, chép vào vở cho cô nào, chép vào vở thứ tự nào. Thứ tự 1, 2, 3, 4 không cần phải ghi theo mấy cái đỏ của cô ấy nha. Còn ghi một cái này thôi. Chép vào. Để mình biết ví dụ. Cô và tập về nhà sẽ phải đọc câu đấy. Viết đặt câu đấy. Nên là mình chép lại để mà biết. Nào. Please write it down. You guys have 3 minutes to complete. Các bạn sẽ có 3 phút để ghi hết những cái chữ đen trong bảng. Theo thứ tự 1 2 3 4 mà cô đánh dấu đấy. Ra bảo ơi sao đi đâu mà cầm máy rung lắc thế?
ngồi học nghiêm túc xem nào. Mình vào muộn rồi, mình phải tập trung. Chép vào vở đi. Các bạn mà xong là các bạn giơ tay để có biết nha. Xong chưa các bạn ơi? Raise your hand if you have complete writing down. Nào, xong chưa các bạn? Cô sẽ giảng tiếp nha. Còn một phần cuối cùng nữa. Quickly, quickly. Right quá. Ok. Bây giờ mình còn cái mục 5 và 6 là các bạn có hiểu cái từ uncountable nào không? Uncountable. Uncountable là không đếm được ạ. Không đếm được, đúng không? Vậy thì cái gì mà không mình không đếm được nhỉ? Thấy nước. Đúng không rồi. Hạt cát. Đúng rồi, water. Tóc. Sand. Ok, từ từ. Hoặc là gì? Hoặc là cái gì ta? Hair. A lot of things. So, các bạn biết rồi đúng không? Các bạn biết là không thể là đếm là mình cứ đếm một giọt nước hay là hai giọt nước được, mà mình sẽ phải là có đơn vị của nó là một ca nước hay là một thùng nước thì mình đếm được đơn vị đúng không? Còn nếu mà những cái danh từ không đếm được ấy, thì mình sẽ đều ghi về là there is hoặc là there was. Được chưa? Các bạn hiểu chưa? There was hoặc là mình có thể there was some rice left on the plate. Các bạn hiểu ý cô không? Các bạn có hiểu bài không? Có. Đúng rồi. Có. Là nước này, là gạo này. Gạo không thể đếm là một hạt gạo, hai hạt gạo được đúng không? Phải sẽ là ba hạt gạo. Đấy, nếu mà gạo hoặc là cơm thì mình sẽ thường là a bowl of rice. Nếu mà như thế thì phải là a bowl of rice, đúng không? Chứ không thể là không thể là a rice được, không thể là a rice được. Một hạt gạo không thể. Ok. Các bạn đã chép xong chưa? Chép xong cái này chưa? Chép hết ba cái này chưa? Xong chưa? Hiểu bài không? Ok. Vậy thì bây giờ mình chuyển sang thăm sách nhạc. Nào, mình sẽ có cái gì? Đây. Là bài 3 cho cô nào. Cô mời bạn Việt Khoa nào. Việt Khoa.
làm bài số 3. There were trains 100 years ago. Vì sao lại là were? Vì trains là số nhiều, đếm được, đúng không? Trains, số nhiều. Nên mình sẽ dùng là were. Các bạn mở sách và đồng thời làm vào trong sách cho cô nhá. Tiếp theo nào, cô mời bạn Anh Thái trả lời cho cô câu 3. Answer the sentence 3. Con thưa cô là the world. T, đọc là T. There were. Đúng rồi, there were. Vì sao? Tại vì motorbike là ở đây là chỉ số nhiều ạ. Yeah, that's right. And the next one, cô mới ra bảo. There were. Đọc là were nha, nhớ là were, not where. Where là từ này, mới đọc where này. Where là ở đâu, đúng không? Đúng chưa? Đọc where là từ này này, not từ này là were. Tiếp theo nào, ai xung phong làm câu 5, câu 6 nào? Hello? Ai xung phong làm câu 5, câu 6 cho cô? Nhanh lên. Quickly. Dễ mà. Con Anh Thái quá. Ok, cô mời Anh Thái. Là There was a hotel. In the 10 years ago. Nào, hotel có nghĩa là gì các bạn? Là nhà nghỉ ạ. Là khách sạn, nhà nghỉ đúng không? Hotel. Mình đọc là hotel. Hotel. Ok. Và câu 6 là There were lots of bus 20 years ago. Okay, there were lots of buses. Là rất nhiều xe buýt. Lots of buses. Là rất nhiều xe buýt. Lots of này là rất nhiều này. Và nó còn có nghĩa là, à nó còn có thể viết được là a lot of. Nào các bạn ghi vào vở cho cô. Ghi cái cụm này. Lots of bus. Này, từ từ nha, để cô xóa, cô ghi lại cho. Để cô ghi lại cho cẩn thận. Rất nhiều. Ok. Lots of này. Lots of bằng với a lot of. Ghi vào vở cho cô nha, có nghĩa là rất nhiều. Và sau cái đấy thì mình sẽ phải, nếu mà danh từ đếm được thì phải thêm s. Được chưa? Các bạn ghi xong chưa? Rất nhiều. Lots of bằng với a lot of. Đọc cho cô nào. Cô mời bạn Việt Khoa. Đọc cho cô. Lots of bằng a lot of. Có nghĩa là rất nhiều. Ok. Nào, làm nốt cái trang này rồi mình nghỉ nào. Vì lúc nãy mình vào muộn nên là bây giờ mình sẽ làm cho xong luôn. Các bạn ơi, các bạn trả lời cho cô nào. Mình cùng đồng thanh trả lời nào. Suy nghĩ và trả lời. There gì ta? Tám đứa trẻ trong bữa tiệc. Tám đứa trẻ là số nhiều đúng không? Đúng rồi, there were. Đúng rồi. Next. There were. Ok, các bạn ơi, cô phải lưu ý nhé. Lưu ý cho các bạn. Ok, từ. Cái từ lưu ý, cái từ any này thường dùng. Any này. Thường dùng trong câu phủ định. Any. Dùng trong câu phủ định. Cô bảo gửi cho cô. Dùng trong câu phủ định.
wasn't. Wasn't. Câu 3 là wasn't. Phải là there weren't. Weren't any flowers in the room. Có nghĩa là không có một bông hoa nào trong cái phòng này cả. Ok. À, tiếp theo câu 4 nào. Was. There was. Was. Đúng rồi, was. Mình đọc là was, not was. 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 Cái này cho nó đẹp. There weren't any. Và tiếp theo là there was. À, tiếp nào. Gì ta? Lots of sandwiches at the party. Sẽ phải là cái gì đi được với số nhiều? Were. There were lots of sandwiches. Okay, and the last one. We have to put there. Was. There was. Okay. Was. There was a TV in the room. Có nghĩa là có một cái TV ở trong phòng. Okay. Các bạn đã hiểu bài hôm nay chưa? Rồi ạ. Nào, like cho cô một cái nếu mà hiểu bài hôm nay nào. Like ở đâu nhỉ? Like. Có biết like không? Like mà, đấy là raise hand mà. Có biết. Biết gì? Xem nào. Xem có biết không nào? Cô. Xem có biết nhiều không biết không? Cô. Cô chờ con ở trong lớp, con sẽ đi gửi cái video con gửi cho cô. Đúng rồi, sẽ like vào chat hoặc là like vào chat đi, đúng rồi, like vào chat. Ok, cô mới thấy được ra một like nào, các bạn khác có like không nào? Quan đi cô ạ. Nào, Việt Khoa like cho cô nào. Việt Khoa có biết like không? Biết like không ta? Like gì cô? Like là cái dấu like ấy. Vào box chat mà xem, mà box chat mà xem ra bảo gửi cái gì. Để xem các bạn có biết công nghệ nhiều không nào. Như nào nhỉ? Minh okay. Ai bảo dislike đấy? Ai cho mà dislike đấy? Ra bảo các bạn có bài cho các bạn được không kìa? Có bài cho các bạn không kìa? Ok, vậy thì các bạn về tìm hiểu xem like và dislike ở đâu, xong rồi hôm sau mình sẽ cô sẽ cho các bạn thử lại nha. Hai bạn Việt Khoa và anh Thái. Nice. Ok. Vâng cô ạ. Nhiệm vụ cuối cùng này chính là mở vở ra và ghi bài tập về nhà, homework nào. The last thing we need to do is write down your homework. Nào, ghi bài tập về nhà vào cho cô. Now, write it down. Write your homework down. Please. Quickly. You guys bài have... tập là gì ạ? Bài tập về nhà và nhớ là phải làm. Xong rồi chụp gửi lên Facebook cho cô. Cái group Facebook ấy. Đặt ba câu cấu trúc. Đặt ba câu mỗi cấu trúc. There is, there was, were. Như lúc nãy mình học ấy. Dễ mà. Hoặc với cả là learn by heart vocabulary. Có những tất cả những cái từ mà cô cho ghi trong buổi hôm nay. Các bạn sẽ phải thuộc hết. Ok. Được chưa? Ok. Ghi vào nào. Ghi vào. Không ghi lấy gì mà nhớ. Không ghi lấy gì mà làm. Con quay lại. Cô không biết. Cô muốn các bạn ghi vào cho cô. Ghi vào vở đi. Nốt nhanh lên cô, đến 10 nha. Đến 10 phút là phải ghi xong này. 9 giờ 10 này. Cô ơi, màn hình nó cũng bị đen thui cô ạ. À đây rồi. Cô thấy mà. Cô sẽ chụp và gửi cho nhóm lớp nha. Vâng cô ạ. Nhưng mà vẫn phải ghi. Mà con bây giờ ghi xong đã. Con sẽ gửi một thứ cho cô. Ok. Ai cho ra bảo ra đấy?
Các bạn nhớ là phải làm bài tập cho cô đầy đủ. Vâng cô ạ. Anh Thái gửi cái gì đấy? Ok. Thank you. I will watch it. Cô sẽ xem nó. Hẹn gặp và các bạn vào ngày sau nha. Cô nhớ sao chép link để con nhắc cô. Chứ không là cô thoát ra là nó sẽ bị mất đi đấy cô. Ok. I will copy it. Cóp rồi nha. Yên tâm. Cô sẽ xem mà. Ok. Vậy thì cô sẽ kết thúc buổi học ở ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp các bạn vào thứ năm. Nhớ là phải làm bài tập đấy. Ok. Goodbye and good night. See you. Bye bye. Goodbye. Goodbye. Goodbye, teacher. Bye bye, Việt Khoa.